mến nhau cũng bởi mà đôi câu ớ đã vàng. Ớ đôi ta cùng xây đắp tình thương chứ lâu dài, xin phép giới thiệu với tất cả họ ngoài nắm được anh em bên ngoài bên nội. Xin giới thiệu là đây là gì bên trong tộc của họ cố hiệp tổng lý, đây là anh của bà Trường, thứ sáu là có lo bất lành là một người già của tôi anh Trường. Và cùng xin thay mặt cho người tay đầu xuân năm mới xin gửi tới hai họ một lời chúc sức khỏe và một lời chào tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất cho anh chồng. Ba cái nội dung, một cái nội dung toàn bộ cái nhân lệ và để tiên cái gia đình đồng ngoài đúng chưa? Hôm nay được nhất cử cháu bé của chính quyền địa phương, của gia đình cháu bé hai đại thanh còn vui vẻ hơn là thấy là có những chuyện các tuyên đồng viên được hết thay mặt cho họ nhà gái xin chấp nhận rồi thì là xin chấp nhận về. Thứ hai, gặp mọi vấn đề và được ban đặt vì hai gia đình. Thì bây giờ, có vấn đề gì được? Các cô, các bác, các chú, các anh, các chị cũng quan đề hai họ. Nêu chào quân chẳng. Miếng trầu, miếng cau, ngày xưa, chữ tình, chữ duyên, ngày nay, kết chặt vào trăm năm tình đôi lứa, hai họ tình thông ra giờ khăn thiết, sẽ kết dây tơ hồng, đôi lứa nên vợ chồng, son sắc son môi duyên trầu cau, đình đám. Duyên thắm duyên nồng, thuyền đã sang sông, đậu bến huyền ương. Đang đang đình đang duyên tốt duyên lành, hạnh phúc trăm năm không hề phai úa. Miếng trầu, miếng cau, ngày xưa, chữ tình, chữ duyên, ngày nay. Công việc cái nội dung nhất đã làm rồi. Ngày mai là một cái ngày. Hai cháu thì tổ chức ngày trình của hai cháu, cho nên họ nhà gái cùng có một cái trầu gói thuốc để bao đổi nhà gái ông bà 12:15 và tổ chức tại trường.
theo hướng thông ngày mai rồi gần gũi, nhưng mà đây không phải vậy. Lần kia liền quá đừng chơi nhân con kìa. Miếng trầu miếng cầu ngày xưa ngày xưa, chính tình chính duyên ngày nay ngày nay. Miếng trầu miếng cầu ngày xưa ngày xưa, chữ tình chữ duyên ngày nay ngày nay. Kết chặt vào trăm năm tình đôi lứa, hai họ tình thông ra giờ khan khít. Sẽ kết dây tơ hồng đôi lứa nên vợ chồng, son sắc son môi duyên trầu cau. Tình đang duyên thắm duyên nồng, thuyền đã sang sông đậu bến huyên ương. Đình đang duyên tốt duyên lành, hạnh phúc trăm năm không hề phai úa. Miếng trầu miếng cầu ngày xưa ngày xưa, chữ tình chữ duyên ngày nay ngày nay. Miếng trầu miếng cầu ngày xưa ngày xưa, chữ tình chữ duyên ngày nay ngày nay.
Còn đây chú vị là em thích là cha chú vị và cha tôi cho tôi làm để ăn bánh gì đấy em. Còn đây là chiếc đồng mà mình em yêu lắm. Bây giờ chương trình thân đầu tiên sau khi mẹ cái tổng đồng để đến mẹ ông cháu thân yêu quả cháu phần hôm qua khi cháu ra nhiều bài thơ và nhiều tình cảm hạnh phúc. Giấc mơ anh là hoàng tử, anh đến bên em thật tuyệt vời. Mà xem đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời. Đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xin như hoa là bà xã tôi. Đây những vàng trao nàng đính nước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi. Đây những vàng trao chàng đính ước, mong ngày mai con đàn trâu đông vui thật vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi
tôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời. Đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi. Đầy những vàng trao nàng đính ước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng. Bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá. Đại sản xuất về từ câu lạc bộ Xã Quế Trung Nghĩa, trở về từ mảnh đất tình Long Vinh Lưu, và những người làm nên vẻ đẹp của quê hương và chủ trì đi từ ảnh viện áo cưới thay Sài Gòn, trở về từ mảnh đất thị xã Kỳ Anh. Quý vị và các bạn chỉ được tìm kiếm và chiêm ngưỡng vẻ đẹp làng người của người tân lang tân gia nhân đẹp nhất của quê hương Kỳ Văn. Ngay từ bây giờ mời lần này chúng tôi những người làm chương trình trân trọng kính mời toàn thể quý vị hãy cùng nhau nhìn lại vị trí của mình, để chúng ta cùng đến với lễ thành hôn của chủ rể Quan Thành, cô dâu Hoài Thu, điều thân thành công và trọn vẹn hơn. Một lần nữa với lòng thông báo và trân trọng kính mời, để chúng ta cùng đến với lễ thành hôn của cha rể Quan Thành, sẽ giúp cùng cô dâu Thảo Hoài Thu điều thân thành công và trọn vẹn hơn. Một lần nữa với lòng thông báo và trân trọng kính mời. Quý vị quan khách, các bậc cao niên, quý vị tham gia đại diện hai gia đình hai dòng họ, cùng toàn thể quý vị khách quý, các bạn nữ tú nam thanh các liền thì liền anh cùng các nhỏ đã bù thời gian và ngọc của mình trở về với quê hương Xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Đi cùng chương viên lễ thành hôn của chàng rể Hiền Quang Thành sẽ giúp cùng cô dâu Thảo Hoài Thu trong buổi trưa hôm nay. Và lời nói đầu tiên, chúng tôi xin thay lời cho những người làm chương trình nhịp cầu hạnh phúc, và đặc biệt là thay lời cho người thân lang và tân gia nhân, xin được gửi đến toàn thể quý vị nguyện lời kính chúc sức khỏe, lời chào tất niên và trân trọng nhất. Cho từng ngày nay và mãi mãi tận ngày sau, thì tình yêu vẫn luôn là một câu chuyện dài với nhiều cung bậc cảm xúc và màu sắc khác nhau. Ước mơ về một cuộc sống thanh bình, một mái nhà hạnh phúc chan chứa tình yêu thương không chỉ của riêng ai. Và ngày còn yêu nhau, thì người con gái Hoài Thu đã từng tâm sự với chàng trai Quang Thành rằng: anh Quang Thành ơi, anh Thỏ Son, em cũng Thỏ Son, vừa gì đã được làm con một nhà, còn đối với chàng trai Quang Thành thì được lời nhất lời trong lòng. Chàng đã đến lên là nỗi chảy bỏng của nàng người mình hút thật nhẹ nhàng, rồi thì tâm vào tay nàng rằng: anh về sau một buồn câu hỏi sẽ bên ấy giàn trầu xanh chưa, đôi ta ý thích lời chưa, đời ngày xong thì anh đưa em về. Kính thưa toàn thể quý vị, và ngày hôm nay đây, một ngày vàng tháng bạc ngàn kim cương, để cho đại gia đình giàu tộc nhà Tây của chúng tôi chi thức cử hành hôn lễ tác thuộc cho các bạn trẻ Quang Thành và Hoài Thu nguyên nghĩa vợ chồng từ đây. Giờ vẫn này những ngày làm chương trình chúng tôi không muốn để thu không nghỉ phải chờ thêm một phút, một giây, một tích tắc nào nữa. Cho nên tôi thay lời trong bầu âm nhạc Trung Nghĩa đưa tới quê hương Kiến Lâm, xin được phép long trọng tuyên bố lễ đăng quang của chàng rể Hiền Quang Thành sang nhân cùng cô dâu Thảo Hoài Thu. Xin kính được bắt đầu bằng một tràng pháo tay. Và đây là thay lời cho đôi tân lang và tân gia nhân, xin được cảm ơn những tràng pháo tay từ tất cả quý vị rất nhiều. Chúc tất cả quý vị luôn người và luôn hạnh phúc trong cuộc sống thường ngày. Kính thưa toàn thể quý vị, chúng ta đang được chứng kiến một đích đến thật tuyệt vời, một đích đến của cô hàng xóm và anh hàng xóm. Và để rồi không cửa sổ hai nhà trong xóm mà chẳng hiểu vì sao nó khép bao giờ. Thưa toàn thể quý vị, đó không phải là nó hỏng đến bàn lề, mà nguyên nhân đó chính là tình yêu hạnh phúc của cô dâu và chủ trì. Tôi đã trải qua những đêm trăng đi hò về hèn, trải qua những lần trăng tròn rồi lại quyết. Và được rồi, một đêm trăng khanh đi hò về hèn dưới ánh trăng thâu, thì trang rể Quang Thành đã thỏ thẻ bên tai cô dâu rằng: sao đặt trời cao sáng suốt đêm, sao đêm trong sáng chẳng trung liền, trời còn có búa sao cân mọc, và anh chẳng đêm nào quên nữa em. Đó là tình cảm của chàng rể Quang Thành. Thì cô dâu Thảo Hoài Thu đã trả lời rằng: anh
anh Quang Thành Ngươi, ưu gì anh Hòa Thành Châu, để em làm bè ta ôm nhau suốt đời. Hay anh Thành Ngươi, hay anh Hòa Thành Chay, để em làm cười chúng mình ra ngày ra đêm. Tốt cho linh của chủ thể và cô dâu, tiền răng sẽ đơn giản thôi, nhưng người đưa ta biết nghe và trái tim bị xung động của cô dâu Thảo Hoài Thu, thì tình yêu đó ngày mình lớn lên và đơm hoa kết trái. Để rồi chính thức từ ngày 28 tháng 3 năm 2018, nhằm vào ngày 12 tháng 2 năm Mậu Tuất, chủ thể và cô dâu đã chính thức từng ngăn cùng ở một nhà, ra đường vào chạm để kẻo mà nhớ thương. Giờ vẫn đây chính truyền thuộc toàn thể quý vị thân khách quý gà xa, xin mời các gái gái sách hai bạn hãy cùng nhau trao cho nhau kỷ vật đời đời, trao cho nhau chiếc vòng nhẫn cưới mà hai bạn đã từng mong mỏi đời chờ từ bấy lâu nay. Xin mời chủ thể và cô dâu hạnh phúc đón quý của mình ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất trong cô dâu và chủ thể trong ngày hạnh phúc hôm nay. Chúc mừng những tang pháo đây từ tất cả quý vị khán giả, vấn đề sáng tạo cho dâu hiện đại thể thao với tang pháo đây lớn lên không ạ? Vâng, xin được cảm ơn những tang pháo đây từ tất cả quý vị rất nhiều. Trong tôi cũng phải chăn trở làm cha làm mẹ một lòng thương con, thương con từ thuở còn thơ, thơ cho thầm rẻ, à ơ mẹ bồng. Vâng, thu đi làm dâu nhà người, làm ta nghe lấy mẹ cha sai bày, thanh đi làm rể nhà người, sinh năng đi lại mẹ thầy năng thương. Trong giờ phút thiêng liêng trọn đời này, cho tôi những ngày làm chương trình sẽ được trân trọng kính mời lên sân khấu. Bác Chiến sẽ là người đại diện cho họ hai gia đình, cho về với thêm hoài phúc để có những tâm tư tình cảm và lời cảm ơn trong ngày cử có hai con hai cháu hôm nay. Cho tôi kính mời các vị khách quý, thưa anh họ và bản bầu thân giả chúng ta từ ngoài miền tổ quốc về với kỳ văn hôm nay và về với buổi liên hệ của hai cháu được khấn hành. Đại diện anh họ xin kính chúc toàn thể hai họ và bạn bè thân thiện gần xa một lời chúc sức khỏe và một lời chào kính trọng nhất. Và sau đây, trong một mùa hè nóng nực như hôm nay mùa xuân, vì ngày với hai cháu rất nhộn nhịp, rất nhẹ nhàng ở trên sân khấu, mặc dù nhộn nhịp, nghe một câu nói nói rằng ai về hòa hợp mến thương, người đông cài đẹp bốn mùa nở hoa. Cháu ở Cà Mau 10 năm về Kỳ Văn hôm nay muốn hỏi rằng quê hương Kỳ Văn chuyển mình sao trong ngày xây dựng nông thôn mới, bác trả lại bằng mấy câu thơ mộc mạc giữa mùa hè. Người thân mến, trong dân gian của chúng ta đã có câu thơ ca ngợi rằng gài Kỳ Văn thì đẹp như hoa thiên lý, mà trai Kỳ Văn quê tôi thì cũng hiện ý tuyệt vời. Ta duyên tác hợp rằng người tham tình trong vợ cho đời tình thủy chung với nhau, chủ thể quan thành và cô sơ thảo Hoài Thu yêu nhau để cho nhiều nở hoa trên cây đâm trái và cho cả chỗ bông. Chủ thể và cô dâu yêu nhau để chính thức nên nước vợ chồng, gương cách người mặn cũng xin đừng có quên nhau. Giờ này xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị hãy cùng hướng mắt lên hai bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa của tình yêu, để cùng chứng kiến giây phút chủ thể và cô dâu cùng nhau cắt bức bánh tình yêu, để cùng nhau thưởng thức hương vị của tình yêu qua tấm ảnh ngay sau đây. Chủ thể và cô dâu hãy cùng cắt bức bánh tình yêu. Để các bạn biết rằng tình yêu không chỉ còn tại đầy hoa hồng, mà trong tình yêu còn có những phong ba bao cát. Để các bạn trở lại có thể tình yêu của mình đi điện biên bờ hạnh phúc và vinh quang. Ý thức thật định quý vị, cứ là yêu nhau từ thuở trăng non, biết nhau từ thuở tóc còn ngang vai, em như dọc. Xin mời chàng rể cho
thành em và nam trai song hành. Sắc đẹp anh màu huyền diêu, đôi bạn đẹp tiếng tiếng rực hồng. Chiến tranh tình yêu trong các buổi trưa ngày hôm nay. Trương người bảo là rồi, ngoài cho một số người như trò mà trong ngày cưới hôm nay thì không biết là chú rể có muốn hôn cô dâu không nào. Vâng có thì quý vị giải gì mà không hôn thử chú rể. Bây giờ đây thì xin mời cô dâu và chú rể hai bạn hãy quay mặt vào nhau đi ạ. Xin mời chú rể hãy đặt cái bàn tay của mình lên chỗ mềm nhất trên người của cô dâu. Xin mời cô dâu đặt cái bàn tay của mình lên chỗ cứng nhất trên người của chú rể đi ạ. Và quý vị cùng đến với 1 đến 3 theo tôi được không ạ? 1, 2, 3 vỗ tay lên quý vị yêu. Vâng, rất tuyệt vời, cực kỳ nhiều. Những người làm chương trình chúng tôi cũng xin được hỏi nhỏ chủ đề một câu hỏi rất đặc biệt. Thưa chủ đề và cô dâu là người xưa từng có câu rằng con kiến mà leo cành đa leo đến cành cục leo ra lại leo vào, con kiến mà leo cành nào leo đến cành nào thì kiến cũng leo đi. Và mùa xuân năm nay mùa xuân hạnh phúc nhất ngọt ngào nhất trong cuộc đời của cô dâu và chủ đề, con kiến nó không leo cành đa mà cũng không leo cành nào, mà là chuyển sang cành suy qua một cái dây mắt. Và nếu như con kiến mà leo cành suy, con kiến mà leo cành suy thì đêm nay chủ rể sẽ làm gì cô dâu ạ? Thái độ cho vợ, thái độ cho cụ dâu. Câu trả lời này không thật phải không ạ? Toàn thể quý vị. Và nếu như ai đó muốn lắng nghe câu trả lời này thì tối nay về xin mời toàn thể quý vị hãy bật vô tuyến truyền hình của mình lên kênh VTV3, VTV6 và kênh Thuật Việt. Chúng tôi sẽ tương tác tất cả những chi tiết, những hình ảnh đẹp nhất, và hình ảnh đó là hình ảnh đẹp nhất của buổi lễ này chứ không phải là hình ảnh của 12 giờ đêm nay. Và bây giờ đây xin mời chủ đề Quang Thành hãy cầm ly rượu hồng cho cho bổng hoa điên đứng ban đứng ban từng người một để cảm ơn toàn thể quý vị tân khách quý gần xa về tham dự ngày cưới của bạn trong buổi hôm nay. Xin mời cô dâu ạ. Cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chú rượu nồng, mình mừng cô dâu chú rể thương nhau chúc họ hạnh phúc nè. Ta cùng nâng ly 1 2 3 vô, mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng bà con ơi, ta chúc hai họ thêm thơm. 1 2 3 vô, mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đẻ bầu, mừng người ta vui lòng mình cũng vui, chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui.
nha bà con ơi, nâng ly lên nè, vui cùng cô dâu chú rể mới nè. Ok, 1, 2, 3 vô. Uống vui vẻ nha, uống say mà không được xỉn nha, nhớ đó nha. Ok. Cùng nâng ly để uống nhâm nhi dài chung rượu nồng, mình mừng cô dâu chú rể thương nhau, chúc họ hạnh phúc nè, ta cùng nâng ly. 1, 2, 3 vô. Mời bạn nâng ly, ta cùng nâng ly để chúc cho ai có dâu rể quý, để mừng cho ai con cái nó lộc già. Chúc mừng bà con ơi, ta chúc hai họ thêm thân. 1, 2, 3 vô. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, mình chúc hai họ sớm có cháu đề bờ. Mừng người ta vui, lòng mình cũng vui. Chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Vui luôn nha. Mình mừng hôm nay có người thành hôn, sớm có cháu đề bờ. Mừng người ta vui, lòng mình cũng vui. Chúc mừng sức khỏe nhau nè, chúc đời nhau mãi vui. Rồi vui luôn nha bà con ơi, vô nè. 1, 2, 3 vô. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Minh. Chúng tôi xin gửi lời mời tới tiền hạt để anh Quang Tiệp ngay sau đây. Xin mời lên khẩu tiền hạt để anh Quang Tiệp. Trên biển nhạc trên trang với tiếng hát đến từ anh Công Tiệp. Cảm ơn tình cảm của con nhạc đến từ anh rất nhiều. Và cho lúc khép lại chương trình giao lưu văn nghệ trong buổi trưa hôm nay, ngay từ bây giờ chúng tôi xin gửi lời mời từ tiếng hát đến từ em Quốc Trung, là người cháu ruột của chú rể. Xin mời tiếng hát từ em Quốc Trung. Sao em có thể hiểu từ lúc em bên anh.
chiều vàng thu dài. Ngày dịu dàng mình chỉ cần nhau thôi. Em bên anh nồng nàn đôi môi. Ngày dịu dàng chúng đôi. Và ngay bên anh cho em yêu cuộc đời. Ta chỉ cần